Xin chào các bạn. Cái da là có hàng lại rồi nha các bạn. Nay mình làm sơ sơ thôi để cho anh em thấy thôi. Rồi mấy bữa nữa mình làm cái clip chi tiết hơn. Này da 5B này các bạn. Này da một lỗ. Này da B10 hoặc bánh B8, B9, B-Dash cũng được các bạn. Da 6-7-8 này các bạn. Da này da 12 ly. Để chơi đạn bị ve các bạn. Nói chung loại nào cũng có hết. Có hai này mình làm mới này các bạn. Hai loại này là mình mới thiết kế lại nè. Không, cái này mới là của mình. Này mình mới thiết kế lại nè. Còn cái này một anh ở ngoài Hải Phòng anh kêu mình ken lại cái mẫu của cái da màu tím á. Cho nên mình làm luôn. Cho nên anh em nào thích nhỏ gọn thì chơi hai loại này. Với cái miếng này đây này các bạn. Nói chung là ba cái này nó gọn. Cái này B6 nè. Cái này B6 nè. Còn riêng cái loại này 6, 7, 8 gì bắn được hết luôn. Cái loại này của mình này các bạn. Tại vì dạo này mình chơi 6-7-8, mình chơi lộn số nó trên á. Lúc thì bắn tới má, lúc thì bắn sơ mi, lúc thì bắn full. Mà bắn full thì phải chơi B8 các bạn. Cho nên mình làm cái miếng này để mình chơi nè. Nên 6-7-8 thì chơi hết. Còn như cái loại này thì là chơi B6, B7 nè. Loại này thì B6, nó nhỏ. Cái da nó nhỏ để nó chui vào cái lòng chẹt nó dễ các bạn, với lại nó không có vướng. Mẫu này cũng là của mình nè, B6 nhưng mà loại nhỏ. Còn cái loại này này các bạn, cái này nó hình chữ nhật, cái này thì thôi bền, siêu bền nữa các bạn. Cái này các bạn bắn chắc 3 năm trời nó cũng không đứt nữa, tại vì cái chỗ này nó bự các bạn. Nó hình vuông, hình chữ nhật ấy, cái góc này nó bự nên cái da này nó coi như nó không bị đứt luôn á. Còn cái loại này thì cái chỗ này nó thon vô thì bắn lâu ngày, mà lâu lắm á nha các bạn. Thì có thể là nó bị giãn chỗ này, nhưng mà lâu lắm nó mới giãn nha các bạn. Còn bạn nào mà kinh tế eo hẹp á, thì cứ chơi hình chữ nhật này các bạn. Đó. Top nó hóp cái chỗ này lại thôi, còn hai bên này nè. Nó bự, coi như không bao giờ nó đứt. Cho các bạn bắn thoải mái 3 năm trời luôn, không hư. Cái này là da bắn đạn cu ly 12 bị ve các bạn. Này cũng da 7 này mà không có đục lỗ. Có người thì thích đục lỗ thách gió để cầm cho nó nhám nhám. Có người thì thích bền cho nên không có đục lỗ gì cho nó để nguyên. Nói chung loại nào cũng có hết các bạn. Các bạn mua thì các bạn cứ nói rõ ra cho mình. Ví dụ loại vuông nè. Loại 6-7-8 chung nè. Hoặc là loại B6-B7 chung nè. Hoặc là B9-B10 nè. Các bạn cứ nói theo cái yêu cầu của các bạn ra là mình lựa cho. Hoặc là da một lỗ nè các bạn. Một lỗ này thì chơi 6-7-8 gì cũng được, nhưng mà nó không có hai cái lỗ định vị nha các bạn. Nhưng mà cái loại này của mình là mình thấy tuyệt vời nhất nè. Kẹp B6, B7, B8 gì được hết luôn. Mà nó gọn á. Chơi được ba thể loại luôn. Tới má, sơ mi, full. Nhưng mà bắn B6, B7, B8 được hết. Này là B9, B10 này các bạn. Cái này là da 5B. Bữa mình còn miếng này cho nên mình cắt mẫu này. Cái này là bánh vui thôi các bạn. Nhiều khi các bạn nói mình với bánh hoài không trúng. Do hên xui các bạn, 5 viên thì nó tỏa ra thì hên thì trúng, còn xui thì thôi. Nhưng mà cái này là trải nghiệm vui thôi các bạn. Chứ thường thường là chúng ta vẫn xài một bi thôi. Còn cái 5B này chúng ta chơi vui thôi các bạn.
con cò đang bay các bạn bắn nó trúng thì đẹp, còn không thì thôi. Nhưng mà nó hao bi lắm. Bắn một lần bay mất 5 viên. Nhưng mà cái này nó hay cái chỗ này các bạn. Nếu như các bạn lấy cái miếng này các bạn bắn một bi cũng được thì các bạn nhét vô giữa nè. 3 bi thì các bạn nhét ở hàng dưới tại lúc mình gấp vậy nè. Đó, 3 viên nó nằm ở hàng dưới, 2 viên nó nằm hàng trên. Hoặc là các bạn bắn cục đá hay gì bự bự, hoặc là bi ve cũng được, lấy miếng này chơi nè. Nói chung nó có cái hay riêng của nó các bạn. Chơi là trải nghiệm các bạn. Đó, anh em nào cần thì cứ liên hệ với mình. Số điện thoại đây này các bạn. Số điện thoại này của mình nè. Gọi trực tiếp cho nó nhanh. Con này thích chơi Facebook hay là YouTube thì cứ vô cái này của mình. Còn cái bảng cắt này cũng vậy nè. Bạn nào đặt thì mình cắt cho số đó. Tức là các bạn thích số nào mình sẽ cắt cho số đó. Cái bảng này của mình là chuẩn rồi nha các bạn. Và như anh em cả nước từ Nam ra Bắc sử dụng rất là nhiều cái này của mình. Cái bảng này của mình nét cắt rất là nét chuẩn đó các bạn, không có cong, không có méo, không có gì hết á. Các bạn cứ đặt thun vô rồi khứa nó thôi là nó ra 17, 11, 25, 230. Có nghĩa là đầu to này là 17 nè, 17 mm đó các bạn. Còn đầu nhỏ này là 11 mm nè. Và độ dài đây này, mình có đánh dấu hai cái vạch chỗ này nè các bạn. Là các bạn canh hai cái mép thun nó vô đây. Là nó dài 230 á. Rồi các bạn lấy dao các bạn, dao tròn đó nha các bạn. Dao tròn này nè. Cái lưỡi tròn á. Xong các bạn nhớ là phải các bạn phải mở cái chốt này ra để cái lưỡi dao nó xoay. Lúc cắt là nó xoay nha các bạn, chứ nó đứng là không có cắt được đâu. Cho nên mình mở con ốc này ra xíu. Đó, lúc cắt là nó xoay như vậy nè, nó xoay nhẹ nhẹ nhưng mà đừng có mở lỏng quá. Lỏng quá là nó bị lắc cái dao này nè, nó không có chính xác. Mở nó lỏng vừa đủ thôi. Rồi các bạn kê vô vậy nè. Các bạn cứa theo những cái đường này nè, các bạn sẽ cắt ra được những cái bộ thun theo cái số này luôn. Đó, anh em nào cần thì cứ liên hệ với mình. Số điện thoại nè. Hoặc là Facebook. Nhưng mà gọi điện thoại để cho nhanh các bạn. Còn cái da này, da này mình có hàng lại rồi. Bữa giờ mình hàng mình hết, kẹp pin nữa mình không có, mình không có lấy kịp. Cho nên anh em nhắn tin nữa mình chưa có trả lời hết đâu. Tin nhắn chờ còn nhiều lắm. Tại vì không có hàng để cho anh em. Nhưng giờ có lại rồi. Nên anh em cần cái loại nào cứ đánh dấu lại xong rồi liên hệ. Cảm ơn các bạn nhiều.